Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 11, thi hài và cho cốt 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, Đông Bắc, London, Anh đã được đưa về đến sân bay nội bài Hà Nội. Sáng nay, chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đưa thi thể và cho cốt của 23 nạn nhân thiệt mạng tại Anh về đến sân bay quốc tế nội bài Hà Nội trong đợt 2 16 thi thể nạn nhân và cho cốt của 7 nạn nhân được bàn giao cho đại diện các địa phương và vận chuyển về quê nhà bằng ô tô. Như vậy, trong các ngày 27 và ngày 20, 30 tháng 11, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam và Anh hoàn tất việc đưa thi thể và cho cốt 39 nạn nhân về nước, bàn giao cho gia đình. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cùng nhiều cơ quan chức năng và địa phương trong nước trong việc phối hợp chủ động, chặt chẽ với phía Anh, hướng dẫn các gia đình có người bị nạn những thủ tục cần thiết, khẩn trương đưa thi thể và cho cốt các nạn nhân về nước. Trước đó, công tác bảo hộ công dân đã được tiến hành chặt chẽ và đầy đủ trong mọi khâu của quá trình nhận bàn giao và chuẩn bị hồi hương thi thể và cho cốt các nạn nhân với sự có mặt của đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Anh và các cơ quan chức năng của Việt Nam. Các bên liên quan đã thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu chính xác thông tin, hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc hồi hương thi thể các nạn nhân theo quy định